cho nên bây giờ lần này á, để bị nịch trầm, kiếp sau đọa chốn u thâm muôn đời, ra cho mặt ra nơi cây cỏ, trong bùn lầy hoặc chỗ nhúc nhơ, rồi sống trong thế giới mù mờ, khổ sầu hơn tự bao giờ đã mang. Mình bây giờ mang cái thân này là mình thấy nó khổ vô cùng khổ, của bác anh em chứ không đạo phải không, khổ gì lắm, không có lúc nào mà yên vui sung sướng được chân thôi. À, lần này lần cuối cùng, lần này là lần hết rồi, không còn một lần nào nữa thêm, của bác anh em chứ không đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho nó sớm, phải không? Sớm tu được sớm kề sang báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng, vô thường chẳng đợi, thời gian chẳng chờ. Quý vị mình được biết đến cái gì mình cũng lần nữa được hết, ví dụ như đi đám giỗ, đám cưới, hôn thủ gì cũng được thôi, để ngày mai đi, thưa mời mốt nha. Nhưng mà đối với cái sự tu chúng ta, vô thường mới đến rồi đó, không có hẹn được ngày mai của bác anh em dân đạo, phải không? Diêm dương chú định tam canh tử, định bất lương nhân đáo ngũ canh, diêm dương nhất định canh ba chết, không đợi cho 10 đến canh năm, không có đợi được các bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên trỗi âm thần bệnh xá dịch ôn hay chờ mãn phước, ra tay bẻ họng mà lại cổ cây trồng, phải không? Bạn bè của mình, thân nhân của mình không biết bao nhiêu người là cái đồng tuổi với mình, đồng hành với mình cũng mất, các bác anh em dùng đạo, không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hội đồng bốn tộc, kính thưa anh Bảy, đại diện cho nơi Phật thất là đạo tràng Tịnh Tu niệm Phật, và kính thưa các bậc lớn tuổi, kính thưa quý ông quý bà, hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là cái ngày định kỳ niệm Phật hàng tháng, mà tất cả cô bác anh chị em cũng chân đồng đạo xa gần, chúng ta trở về đây để hành trì qua pháp môn Tịnh Độ. Bởi vì Đức Thầy đã bảo cho chúng ta, đó là cả vũ trụ khắp cùng nhận vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được, cứ cánh về lại an dưỡng. Và chúng ta đang sống trong cõi ta bà này rất khổ, không có một điều kiện nào mà gọi là vui hết, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã phán định cho chúng ta, đó là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người sẽ cho tột chỗ. Chính vì trong cái hoàn cảnh khổ ấy mà chúng ta muốn tìm một cái cách gì đó để mà thoát ly, không có cách nào khác hơn là cái pháp môn Tịnh Độ, của bác anh em chứ đồng đạo. Trong 8 môn 4.000 pháp, vào thời kỳ mạt kiếp dễ tu có một môn chỉ niệm A Di Đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, các chúng duyên biến mất, niệm Phật một lòng thành, đủ giảng sanh về Phật quốc. Thưa chư quý vị, vì vậy cho nên chúng ta đang sống trong cõi ta bà này, tuổi càng ngày càng mòn, tim càng ngày càng lụng, vì vậy cho nên nó rất mau lắm, thấm thoát thôi đưa rất là nhanh, cô bác anh em chứ đồng đạo. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thai. Cho nên quý vị mình thấy lật bật lay quay, bây giờ ai cũng như là tóc bạc qua năm hết rồi, phải không? Tất nhiên là 30, 40 hồi xuân xanh, rồi bây giờ coi như là lay quay là cái tuổi của chúng ta, coi như là đến cái chỗ mức độ già. Thưa chị quý vị, mới hồi thở nhỏ lúc thơ ngây, phút chốc rồi già đã đến đây, rồi mái tóc chồm đen chồm đốm đốm, hàm răng chiếc rụng cái chiếc lưỡi lai, lập lè bốn mắt trăng mờ tỏ, là hai con mắt mình không rõ đường được, cho nên thêm cái sôi mà mờ mờ thoát thoát, phải không? Rồi khập khểnh ba chân dở đỉnh sai, là khi chúng ta đi mà hai chân này không vững được nữa, thì có thêm cây gậy thêm một nỗi này e chán ngắt, đi đâu quậy cấu lẫn cùng chài, có nhiều người ăn chậu nữa, không phải mang theo ống quái nữa mới được. Thưa chị quý vị, cho nên cái con người chúng ta rất là nhanh, mà Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó, thì Tết rồi Tết nữa, Tết liền tay, năm cuối mỗi năm cũng Tết, và làm cho dân sự vui nha nhớ chơi giỡn ba ngày giữa sự lai. Thì quý vị mình được biết bữa nay tất nhiên là cái ngày 14 rồi, phải không? Ngày 14 tháng 12 là cuối năm rồi, thì lây quay lật vật là Tết nữa.
Tết nữa, tức như là mỗi một năm Tết như vậy đó là chúng ta trồng thêm một tuổi. Mà đã trồng thêm một tuổi đó, tất nhiên là chúng ta đã bước qua trong thời gian 40 năm thì đã mất hết 40 năm cuộc đời của mình rồi. Mà 50 tuổi tất nhiên là mất hết 50 tuổi cuộc đời của mình rồi, còn lại trong khoảng thời gian đây. Mà còn lại trong khoảng thời gian này đó là quý vị được biết tới hen là không ai lo thân mình bằng lo mình, lo thân mình, thấy không? Cả cuộc đời của mình lo cho con, lo cho cháu, cả như là suốt cuộc đời 40 năm, 50 năm rồi. Bây giờ còn cái quãng này hả chị? Lo cho mình mới được. Có thân ráng liệu lấy thân, mũi mình thở đó, khó phần mượn ai. Cho nên cái lúc mà mình mệt, nghe nó con ơi con thằng 2, thằng 3 gì lại thở tiếp tao dài hơi, nó không được bà nội thôi. Bây giờ bà kêu tôi làm cái gì cũng được trên trời, nặng nhẹ gì con làm cũng nổi đó. Mà con cái thì con thở tiếp bà không được. Như vậy thì trong khi đó mỗi mình thở, cái thân mình lo. Như vậy là không ai lo cho mình cũng như là bằng mình lo cho mình. Không có bác anh em chứ đồng đạo. Người biết lo về Phật lúc tàn hơi vậy mới gọi là người tu vậy. Bác anh em chứ đồng đạo đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây đó là chúng tôi muốn nói rằng tất cả cô bác anh chị em cùng chứ đồng đạo đó là chúng ta có duyên sâu với Phật Pháp lắm. Cũng như đồng đạo đàn nói hồi nãy, cô bác anh em chứ đồng đạo phải không? Là con người chúng ta là quý vị mình được biết đó, là đất nước Việt Nam coi như là từ coi như là Lạng Bằng Cao Sơn mà cho tới mũi Cà Mau này đó là một cái bản đồ chữ S, phải không? Rất là nguy nghi, rất là tốt đẹp. Nhưng mà mai viên đó là chỉ có đất nước Việt Nam của chúng ta là ở trong mấy cái tỉnh miền Tây của mình đó là có duyên với Phật Pháp, của bác anh em chứ đồng đạo phải không? Từ tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đều có được giáo lý Đức Thầy ban dạy. Dầu có hoàn cảnh khó cách mấy đi chăng nữa, cũng như ở nơi đây là Cà Mau, phải không? Là nơi coi như là cái đất mũi coi như là nó thấm biệt hết coi như là cái bản đồ của đất nước Việt Nam, thế mà cũng được nghe đạo, cũng được giáo lý Đức Thầy và cũng được gần gũi coi như là qua cái con đường lối mà Đức Thầy yêu kính của chúng ta đã chỉ dạy. Còn ngược lại, quý vị mình được biết từ Phan Rang, Phan Thiết, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Công Tâm, La Tu, Đắk Lắk như này kia độ ngoại hang, là nếu mà muốn được nghe đạo đâu phải là cái chuyện dễ đâu, phải không? Biết bao nhiêu người sống như cảnh màn trời chiếu đất quạt gió đèn trăng gói tay thẩm cỏ không sống khổ sở vô cùng mà không được nghe cái đạo cao. Còn mình được nghe cái đạo như vậy tất nhiên là mình may duyên lắm rồi. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây, nghĩa là chúng ta được ông Phật lâm phàm, được Đức Phật ra đời để dạy dỗ chúng ta lần này lần chót rồi có bác anh em với đồng đạo, mà chúng ta không chịu tu nữa là không biết chừng nào, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta, trễ qua thời kỳ là khó gặp được Thầy. Là Thầy ra đời lần này lần chót rồi, đâu còn lần nào nữa đâu, phải không? Nên Đức Thầy cho chúng ta biết lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng, là lần này lần cuối cùng, lần này là lần hết rồi, không còn một lần nào nữa. Thì cô bác anh em chứ đạo, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho nó sớm, phải không? Sớm tu được sớm kề sang báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng, vô thường chẳng đợi, thời gian chẳng chờ. Quý vị mình được biết cái gì mình cũng lần nữa được hết. Ví dụ như đi đám giỗ, đám cưới, hôn thủ gì cũng được thôi, để ngày mai đi, hứa mời bốt nha. Nhưng mà đối với cái sự tu chúng ta vô thường mới đến rồi đó, không có hẹn được ngày mai của bác anh em dân đạo, phải không? Diêm dương chú định tam canh tử, định bất lương nhân đáo ngũ canh, diêm dương nhất định canh ba chết, không đợi chứ 10 đến canh năm, không có đợi được các bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên cõi âm thần bệnh xá dịch ôn hay chờ mãn phước, ra tay bẻ họng mà lại cổ cây đồng, không? Bạn bè của mình, thân nhân của mình không biết bao nhiêu người là cái đồng tuổi với mình, đồng hành với mình cũng mất các bác anh em dùng đạo, không? Trải qua một cơn dịch rồi đó là quý vị mình biết coi như là không biết bao nhiêu người đã ra đi rồi. Mà khi đã ra đi rồi đó là cái số phận con người của chúng ta nằm trong định luật sanh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi hết, cô bác anh em chúng đạo. Thì cái định luật sanh lão bệnh tử này nó là đặt lên cuộc đời người này rồi đến người khác, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không có thiếu sót một ai, không ai thiếu sót được hết. Cho nên có lần nọ nó hỏi chú Tư, không biết làm sao mà cái chết ai cũng sợ chứ chú Tư. Tôi nói cái chết ai cũng sợ chứ trời ạ. Nhưng mà tôi mới nói lại coi vậy đó nghe, cái chết nó sợ thiệt. Mà vậy mà ai cũng muốn đến đời, ai đâu muốn đâu, chứ nói kìa, nó không muốn chết không.
Tiền đất ơi, có nghĩa là mần cực khổ quá chừng cực khổ, tôi mần hổng gài, nghĩa là mần mệt muốn gần chết, thấy không? Cái này muốn chết nè, thấy không? Rồi tới chừng sau mần xong công việc rồi bắt đầu có nó hổng gài, có tôi ở không với cũng muốn chết nữa. Thở đời này ở không cũng muốn chết nữa. Rồi ta mời đi đám cưới đã đời rồi đi, nhưng là hai ba đám liên tục rồi nó thôi hổng gài mời đám cưới đi hai ba đám tôi đi riết cũng muốn chết. Thở này đi đám cưới mà cũng muốn chết, chừng đạo. Cái nào cũng muốn chết chứ anh chội. Cái này là cái mình muốn chết nè, chứ không muốn sống, không? Biết rằng có như là ai cũng phải đi vào con đường nó chết. Cái tôi mới nói giải thích ra ai cũng muốn chết. Tôi nói biết sao muốn chết không? Ông nói sao hả? Tôi nói tại vì mình có cái dòng chết. Không, cái dòng chết làm sao nữa gì chứ. Ông có ông sơ toàn hông nó chết rồi. Rồi ông nội toàn hông nó cũng chết rồi, không? Rồi tới hỏi chứ ông già toàn hông, có người nó còn nó chết, người tới mình không? Đó mình cũng chết này, cái giọng chết thì còn gì, nó không có giọng chết, phải mấy cô mấy chị, mình có cái giọng chết, vỗ tay vỗ đi, mình có cái giọng chết. Ta thấy người khác chết lòng ta thấy xót xa, không phải xót cho kẻ chết vì sẽ đến phiên ta, phải không? Như vậy là sẽ đến phiên mình mà không biết giờ nào thôi, phải không? À, vì vậy cho nên ai cũng phải chết là nên hiểu. Nhưng chết rồi hồn liễu ra sao? Chết khôn thì chết cổ Phật vào, chết dại ấy chết đầu thai khổ. Ai muốn chết dại đưa nó lên. Không ai chịu chết dại chứ không ai chịu chết dại. Vậy là chết khôn hết rồi. Chết khôn thì chết cổ Phật vào, không? Còn chết dại ấy chết đầu thai khổ. Cho nên mình không có chịu chết đầu thai. Quý vị mình được biết chết đầu thai rồi khổ lắm. Cô bác anh em chứ đồng đạo, khi mà mình chết rồi chốn một hình bị ném vào trong chừng đó dẫu hối không thể kịp, vô trong đó hối đâu kịp đúng không? Vì vậy cho nên khi mà chúng ta bị đọa vào trong địa ngục rồi, Đức Thầy cho chúng ta biết cái hang là xuống quỳnh tiền đó, địa ngục đó, là hối âu đó mới biết có nơi địa ngục. Cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Tới chuyện đó biết có nơi địa ngục, mà tới chuyện đó rồi làm sao mà chúng ta cải gỡ chân ra được không? Mà chưa quý vị phải không? Vì vậy người chết rồi đâu phải là em có nhiều bà coi như là nói chú Tư ơi, bây giờ tôi khổ quá bị hội nhật hội, tôi muốn chết quá, nghe không? Rồi cái ông ba nó lại nói tàn nó coi con tôi nó quậy quá quậy, giờ tôi muốn chết quá chú ơi. Tôi mới hỏi ông có tu không muốn chết. Ông nói tôi không có tu, bây giờ hoàn cảnh tôi khổ quá tôi muốn chết. Tôi nói bây giờ chết hen là ông giật nợ, mà đã là giật nợ là đừng cho giật nợ là khôn. Kiếp này không trả cũng tồn kiếp sau trở lại trả, phải không chị? Trả chứ đâu khi nào hết được. Vì vậy cho nên bị giật hủi á, rồi bây giờ trong khi nó muốn chết rồi, con nó quậy quá muốn chết rồi, thiếu nợ cũng muốn chết. Chết đâu phải là yên đâu cô bác anh em trong đạo. Xin miễn con người chúng ta mà chết nghe, mà có tu á thì mới yên thôi. Còn cái chết mà không có tu rồi đó thì bây giờ quý vị mình thấy đó nghe, là trở lên trả nợ nữa, phải không? Người chết rồi đâu phải là yên, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ùn ụt, nào là dầu lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đau kiếm lâm chôm, nào nó lửa phừng phừng cháy. Rồi ác không biết bao nhiêu loại yêu tinh, không còn thiếu mặt nào. Đứt bàn chân đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì dắt cái búa to ra bữa, con thì mang cái chĩa đến đâm, con thì dắt dao lớn đến bầm, con cố xé ra làm hai thợi, con móc mắt, con lo cắt lưỡi, con bút gân, con thẹo lực da, cảnh hải hồng con chỗ hở ra còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ đi sống, khổ trong lúc chết, khổ linh hồn, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không dừng, cũng như bởi nguyên nhân tội ác rồi, cái gì đó cũng vì tội ác mà chúng ta coi như là dướng vào trong đó, phải không? Khổ lắm. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta kháng tu đi, đặng mà đừng xuống với cái cảnh giới đó nữa. Ông Tần Quảng Dương, ông Địa Tạng Bồ Tát mà quý vị thường niệm đó, nếu có đi chùa đó, Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Ông Địa Tạng Bồ Tát hiện giờ đang ở dưới cảnh địa ngục. Ông mới nói tôi coi như là cho quý vị lên trên cõi trần, ráng tu tâm dưỡng tánh, ráng làm nhân làm đức, mà đi lên đi đừng có xuống gặp tôi nữa. Bởi vì ông nguyện là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ hết ta mới chứng quả vị Bồ Đề, địa ngục còn một tội nhân ta khề thề không thành Phật. Vậy mà lay quay cứ như là lay quay bắt đầu trở lại gặp ông nữa, không? Ông Địa Tạng Bồ Tát nói bây giờ xuống tôi kiếm tôi gì nữa hả? Tôi cho quý vị lên trên cõi trần ráng tu mà đi lên, xuống đi kiếm tôi hoài, tôi khổ lắm làm sao tôi thành Phật được. Vậy mà lay quay đi xuống nữa quá, các anh em chừng đầu đó.
Vì vậy cho nên bây giờ lần này nhất định rằng Đức Thầy bảo cho chúng ta điên này sẽ mở xích xiềng, dắt nhiều bá tánh gần miền tiên vang, có nghĩa là dắt nhiều cho mình về bên cái cõi Phật, không còn xuống cái cảnh giới đó nữa. Cô bác anh ấy dừng đạp đó. Vì vậy bây giờ đó, nếu như cảnh thiên đường siêu thoát thời thông thả, địa ngục đầm lung ác đạo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy rứt trần bất nhiễm mới là yên. Cô bác anh em dừng đạo, chỉ rứt trần bất nhiễm mới là yên thôi, chứ còn thì thật ra đó là quan quách biết bao người tuổi sống chung về phận mấy mươi, lắm lúc đua chen như lẫn giận, nhiều khi dùng dậy khóc hoa cười, tuồng đời chút nốt cho xong tiếng, cuộc thế trao dồn mượn tách hơi, mình nín thở nằm ngay không cửa quẩy, xót thương con trẻ khóc đôi lời không. Như vậy thì con người chúng ta ai cũng phải vào trong cái cảnh trạng đó hết quát anh em chung đạo. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây chúng tôi muốn trình bày cùng với quý vị thứ hen là Đức Thầy ra đời lần này lần chót, và chúng ta có may duyên được gặp giáo lý Đức Thầy, thì bây giờ chúng ta còn chần chờ gì mà không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng chịu cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành? Ta còn đợi chi mà còn lần lửa mà Đức Thầy cho chúng ta biết là chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng gành, ham công danh quên chữ sanh thành, bến phú quý quên câu dưỡng dục mà đồng đạo đàn kể nãy. Cô bác anh em chúng ta, mình ham như vậy cuối cùng rồi mình không có chịu lo tu, mà đã không lo tu rồi là nhất thất nhân thân nan tái phục. Một khi con người chúng ta mất thân rồi đó, muốn trở lại làm người khó lắm cô bác anh em chúng ta. Được làm người là mai muôn thở, cũng là do xưa có duyên lành, bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Như vậy là kiếp người là ở giữa chừng thang, muốn đi xuống đi lên được cả, trí tuệ của người là chìa khóa có khả năng mở cả mái trời. Như vậy là kiếp người chúng ta đang ở đây là ở giữa chừng thang này, đi xuống là ba cõi, đi lên là cái cảnh trời và cái cảnh thần của bác anh em chừng đạo. Như vậy thì bây giờ đồng thiện như đăng mà đồng ác như băng, chèo lên hang cũng như mà lên dốc cao rất khó, mà tụt xuống như là xuống dốc lở rất dễ của bác anh em chúng đạo. Cho nên bây giờ lần này để bị nịch trầm, kiếp sau đội chốn u thâm muôn đời, ra cho mạc ra nơi cây cỏ trong bùn lầy hoặc chỗ nhút nhơ, rồi sống trong thế giới mù mờ, khổ sầu hơn tự bao giờ đã mang. Mình bây giờ mang cái thân này là mình thấy nó khổ vô cùng khổ của bác anh em chúng đạo, phải không? Khổ dữ lắm, không có lúc nào mà yên vui sung sướng được chân thôi. Nhưng mà đến khi con người của chúng ta bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, đó là khổ không thể tưởng tượng của bác anh em chứ nào. Bị đọa lạc vào nơi cầm thú, người sống theo lầu rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta coi như là phải đừng đi mà lạc vào trong con đường đó cô bác anh em dừng nào. Đó, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta đã có nhân duyên rồi, sâu duyên Phật khiến kiếp này tu được, ráng tu, ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi. Tu một đời mà giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa, mau tìm chỗ an vui chư Phật ở, chớ tìm luôn nơi kiếp tạm trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo, nay với gặp muôn ngàn khảo đảo, cũng an nhiên chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi có ngày thông, đạo khó mấy cố thông tu sẽ đắc. Giống sanh tử nếu không đem gieo, rất mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ mau lâu rồi cũng khổ với anh em dương đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải nhất quyết trong kiếp này, và thời gian còn lại là thời gian của mình. Thời gian đi qua là thời gian mình lo cho nhà, lo cho cửa, lo cho con, lo cho cháu. Nhưng mà quý vị mình được biết cuối cùng cái lo của mình đó là sao? Kết cuộc chỉ mang câu thất vọng, xong đời ghi chất mối sầu ưu, cổ kim mái tạo nhiều quyền bí, lão ấu xoay dần lắm mẻo mưu, cũng chẳng cướp xong quyền võ chủ mà còn đeo đấm thử phong lưu. Như vậy bây giờ cũng không bao giờ có như là cải quá được cái quyền tạo quá là sanh lão bệnh tử con người của chúng ta đâu. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao để mà thay đổi cuộc sống của mình, để chúng ta coi như là bước cái con đường đi lên cô bác anh em chứ đồng đào. Vì vậy cho nên nếu mà muốn bước cái con đường đi lên thì hiện tại chúng ta phải làm sao? Cúng lại, nghe mấy cô không? Mình cúng lại mới được. Ăn hàng ngày là cái người tu, người tín đồ Phật giáo hòa hảo là phải hai thời cúng lại, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì cũng được tội chư nhiều kế, hay là sớm chiều bình đẳng
trả lời. Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Tất nhiên là người tín đồ Phật giáo hỏi chúng ta phải nghiêm túc, cũng là hai thần nghe không. Rồi bây giờ ăn chay, nếu như tất cả chưa có gì, ăn chay chưa được trường thì ăn chay 4 ngày. Ăn chay 4 ngày rồi trèo lên từ từ, có như là 6 ngày rồi 8 ngày rồi tam quân vân vân, có nghĩa là lên từ từ đó mà bớt đi cái nghiệp sát. Thưa cô bác anh em chân đạo, bởi vì chúng tôi biết đó là ở nơi cái vùng xứ này thường thường có như là tôm cá ngư biển nó nhiều. Cô bác anh em chân đạo, mà ăn chay trường giống như cái vùng trên tôi nó khó lắm. Mà thôi thì bây giờ mình cũng từ từ nghe cô bác anh em chân đạo, đường đạo đức bước đi từ nách. Không, tất nhiên là mới bước lên mới được chứ. Bây giờ quý vị mình thử nghĩ coi, hở đời này học hành đức thầy ra đời năm 1939 tới giờ 85 năm rồi, vậy mà còn dậm chân con chỗ ông vợ hoài không chịu lên lớp. Không, không chịu lên lớp chuyện con già đâu, ông chửi con mày có gì chứ mày ngu, mày học không ra có như mày không chịu lên lớp, mày cứ học lớp ba hoài. Con quay lại nó ông già, nó nói tôi coi như là 3 năm mà tôi ngồi lớp 3 có là tôi là còn đỡ hơn ông. Nó mày ăn sao mày nói tao đỡ ăn tao cho. Ông năm nay ông tu mấy chục năm rồi mà ông chưa ăn chay trường được. Ông chưa ăn chay trường được. Chứ vậy ông còn tệ hơn tôi nữa. Tôi mới có 3 năm ngồi lớp mà. Ông coi như là 30 năm ông còn ngồi lớp. Tại vì ông ăn chay 4 ngày mà 30 năm rồi cũng còn chay 4 ngày. Cho nên nó quay trở lại nói ông làm thân luôn quá. Ông đang ở chỗ bộ học chưa lên. Không. Đúng không? Thôi bây giờ mình cũng lên lớp từ từ của bác anh em chung đạo không? Mình cũng phải lên từ từ, tất nhiên là 4 ngày lên coi như là 6 ngày rồi 10 ngày nha. Rồi nếu mà có điều kiện được coi như là chúng ta lên coi như là tam quân hoặc giả lãng chay trường luôn được không? Thôi giờ đừng nghĩ quý vị từ đây trở về sau. Nếu như ăn chay trường không nổi, ăn chay ngày đi quý vị. Ăn chay ngày đi. Chịu chay ngày phải không? Cái bà ba lễ hậu chung cư chay ngày làm sao, tôi nói ngày nào cũng ăn đó. Bây giờ mình không có tính trường nó ngán. Trường nó ngán quá không biết vậy là mình giới chuyện nào lâu, thôi về ngày nào ăn ngày đấy. Còn bây giờ nếu như quý vị ăn chay ngày không nổi, ăn chay bữa đi cô bác anh em chứ đồng. Bữa nào cũng ăn đó. Bữa nào cũng ăn, cô này nói hay thế nào. Ăn chay bữa nào cũng ăn nhau. Bây giờ mình không có kể cái như là vấn đề cái như là trường cứ khổ lắm không. Như vậy thì bây giờ nếu như ai đồng ý ăn chay ngày, ăn chay bữa, đưa tay lên coi, cho chồng ở tay ơi. Công nhận bữa nay quá sức rồi cô bác anh em chung đạo. Ăn chay bữa đi. Như vậy thì mình ăn chay bữa từ đây trở về sau đó hen, là nếu như chúng ta ăn chay được như vậy đó là mình tránh đi cái nghiệp sát. Mà đã tránh đi được cái nghiệp sát rồi đó hen, là chúng ta coi như là không tạo nghiệp quan gia nữa. Mà không tạo nghiệp quan gia nữa, tất nhiên là ta coi như là được gần Phật. Cô bác anh em chung đạo không? Thưa chú quý vị, vì vậy cho nên đức thầy đó là hằng bảo cho chúng ta nó lần lần bước lên, đó là phận tu hành đạm bạc rau tương miễn cầu được an khương bốn bể, phải không? Hay là tương dưa giữ phận cho tròn, cuối năm thân dỗ mất còn sao thân. Rồi bây giờ coi như là đến cùng với quý vị qua cái tiêu đề chúng tôi muốn bàn cùng với quý vị hôm nay đó. Nếu như mình ăn chay kỳ hoặc giả là ăn chay trường thì cái điều kiện đó tùy do cái chỗ giác ngộ của mình, do cái nhân duyên của mình mà phát tâm. Cho nên đức thầy nói là không ép ai ăn chay, không suối ai ăn mặn, tùy theo trình độ về lòng nhân của mình. Cô bác anh em chung đạo, vậy thì bây giờ trình độ của quý vị đến thời kỳ này nó là gấp rồi, không còn cái gì là chần chờ nữa. Mà đức thầy cho chúng ta biết màu màu kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này không, hoàn cầu trái đất chuyển xoay, gớm ghê cho chúng thôi thay muôn nàng. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn kho mua. Cô bác anh em chân đạo, quý vị mình thử đi hết cái huyện U Minh này đi, luôn cả tỉnh Cà Mau này đi, quý vị mình để ý đi, có cái chỗ nào để cái bản bán đạo không cô bác anh em chân đạo? Có không mấy con? Không có phải không? Rồi sau này nếu như chúng ta muốn mua đạo, mua đâu? Ở đâu có mua? Ở trong chùa hả? Vậy là bây giờ quý vị muốn mua lại đây ông Bảy Quang bán cho. Ông Bảy Quang đó, quý vị nào mà lại đây đi hen, là ông bán cho coi như là nếu như không có áo dài, cái áo dài không tiền mai cũng có, phát tâm tu lớn nhỏ có áo dài, muốn áo dài phát nguyện ăn chay, đồng đạo Bảy Quang sẽ tặng ngay cho ông. Bảy quý vị chưa? Vậy chứ sao giờ
ha. Cho nên bây giờ quý vị có nhu cầu niệm Phật, ăn chay làm lành bánh dữ gì đó, thì bây giờ ở đây coi như là không có chỗ nào bán đạo. Mà bây giờ chỉ là ở nơi đây, tất nhiên là chúng ta đồng tâm niệm Phật, chữ tu dắt nhiều, thấy không? Mình dắt nhiều cho nhau thôi. Đức Thầy nó thương yêu lẫn nhau như con một cha, nhiều dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Người đi trước, đức người đi sau, người đi máu diệp, người đi chậm. Đây là tinh thần hòa hảo. Mà hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ. Tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh. Bất chiến tự nhiên hành, vô tranh tự nhiên đắc. Cho nên cái người kẻ hòa hảo sau này đắc hết của bác anh em chúng đạo. Đắc trên tội. Hãy có tu tất nhiên là có đắc. Hãy có tu tất nhiên là có thành. Đúng không? Thưa cho quý vị, vì vậy cho nên chúng ta coi như là nếu mà được như vậy đó, của bác anh em chúng đạo, Đức Thầy vui vẻ lắm à. Vì vậy cho nên chúng tôi chứng minh hồi nãy cùng với quý vị, bây giờ đạo đức chẳng màng. Rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua tự thân tạo lấy mà mua cái sầu đâu. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải cố gắng để lo đạo ngay trong lúc này. Chứ còn đợi đến lúc sau này, đức cô bác anh em chung đạo, muốn mua đạo, muốn tìm đạo, tìm đâu giờ cô bác anh em chung đạo? Không có đâu mà tìm, phải không? Để nước đến chôn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới gầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp? Rồi bập bẻ Nam Mô cũng nhập cầu, phải không? Tới chừng đó Nam Mô mà không biết Nam Mô đạo nào cho nó mau quá các anh em chừng đạo, phải không? À, vì vậy cho nên ông ba nói thương ba năm không chợ nhóm chiều nhà không kẻ ở, niệm nhiều Nam Mô thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống. Nam Mô có đạo nào không biết, không biết đạo nào Nam Mô cho nó mau. Lúc đó mình bập bẹ Nam Mô cũng nhập cầu quá các anh em chừng đạo. Thôi bây giờ mình Nam Mô đi, không giữ Nam Mô mà cứ mô đen không à, mô Phật không giữ mô Phật. Một mô đen không, bây giờ cái việc mô Phật trước đi cô bác anh em dùng đạo. Tới chuyện đạo đó lúc đó là mô đen có cứu mình được không? Được không con? Mô đen không có cứu mình được đâu nghe. Mà chỉ có mô Phật mới được cô bác anh em dùng đạo đó. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn bàn cùng với quý vị đó, là quý vị bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đời nay mỏng tợ màng thưa, khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu của bác anh em dương đạo. Vì vậy cho nên bây giờ quý vị mình được biết đó, là trong cái cục diện của thế giới bây giờ chúng tôi không bàn. Có nhiều đồng đạo hỏi bạn chú Tư ở đâu mà chú biết thiên cơ thời cuộc gì chú nói, tôi nghe tôi nó khỏi khỏi cần bàn. Nó hỏi sao khỏi cần bàn? Nói bây giờ vấn đề đó đó hen, là coi như là truyền thanh truyền hình mạng coi như là cập nhật hàng ngày ngày, quý vị câu biết hết rồi, phải không? Biết hết trơn cả rồi, bây giờ cần những bạn nữa. Mà chúng tôi muốn bàn cùng với quý vị chỗ này nghe. Cái chỗ nào? Cái chỗ Đức Thầy nó là mặt ai tranh luận đấu tài, không? Tất nhiên Ukraine, Nga này kia, Mỹ này kia, với bên đó đó, Đài Loan này kia đó là tranh luận đấu tài. Còn mình sao? Đức Thầy nói là khuyên dân nên hãy miệt mài chỉ tu, quý vị chưa không? Bây giờ mình miệt mài chỉ tu cô bác anh em chừng nào, phải không? Người ta có vũ khí tối tân, hạt nhân nguyên tử, phải không? Còn người tu chúng ta có một cái vũ khí tối tân, không? Vũ khí tối tân đó, còn nó là cái tâm của bác anh em chừng đạo. Cho nên cái vũ khí tối tân này, quý vị mình biết cái vũ khí của người mà tín đồ Phật giáo và hảo cái gì tối tân không? Cái đó coi như là bây giờ là bom không rơi, thấy không? Súng không nổ, mà con người chúng ta được an toàn. Bây giờ cái là nó bảo vệ coi như là đủ thứ, coi như là để mà nó tránh vấn đề mà nguyên tử hạt nhân, của bác anh em dùng đạo, phải không? Nhưng người tu chúng ta có cái lỗi coi như là bảo vệ nguyên tử, không? Bảo vệ hạt nhân, không bao giờ coi như là đụng chạm. Người tu chúng ta, tu nó có sách ngang, mắt có chứng ngang, đâu đó rõ ràng ngang, chứ không phải là không có đâu. Có lần nọ Đức Thầy coi như là trong khi đó ông Tư Tưởng mới hỏi nó, giả thưa thầy, trong quyển nhì Đức Thầy có nói câu, nó là đến chừng đó bốn phương có dạng, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi có lửa. Con Tư Tưởng nó, giả thưa thầy, thầy nói cái câu này đến chừng đó bốn phương có dạng, rồi trốn ở đâu thầy? Đức Thầy mới chỉ ra bàn thông thiên là chiếc cửa mà cái chùa đó, không? Đó. Ông ra đó ông trốn đi, cái ông Tư Tụ vòng quanh vòng bước gì nó tràn đất ơi, cái bàn thông thiên trống lỏng trốn đâu vậy thầy? Người ta coi như là có thành quách, coi như là có trảng xe, có đủ coi như là cái căn cứ hiển cứ, mà trốn còn không nổi bơm đạn. Thầy chỉ coi như là bàn thông thiên gì trốn những lỏng sao trốn được? Đức Thầy nó đó, mặc dầu có bàn thông thiên nó trống ngang, nhưng mà bơm không rơi, mà đạn không nổ, mà mưa không xa, mà gió không gọt, nó cho biết nha.
cái quay qua bắt đầu trong khi đó tôi tụ mới nhận được nó, dạ thưa thầy vậy là thầy bảo cúng lại cho phải không thầy? Nó cúng lại chứ gì nữa không à? Như vậy thì quý vị mình biết cái tai nạn sau này có cái chuyện xảy ra như vậy đó hen, là chúng ta ra bàn thông thiên cúng được cô bác anh em chứ ông đào. Hằng ngày chúng ta chắp tay cầu nguyện đến Phật trời, cầu nguyện bát tánh giảng dân được tiêu thai tịnh sự giải thoát mê ly, và cầu nguyện cho cụ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, cầu nguyện cho cụ mẫu tại đường tăng long phúc thọ, cụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương cầu nguyện như vậy. Thì bây giờ quý vị mình được biết đức thầy cho chúng ta đó là trần gian khói lửa với đầu mình phải không? Chư Phật sớm bài phát hiện linh là biết trần gian này khói lửa với đau binh sắp tới. Chư Phật sớm bài phép hiện linh, mà phép hiện linh đó phép gì? Cứu khổ nam mô vô lượng khổ, phải không? Cứu khổ cho tất cả các chúng sanh không có chi bằng cái câu nam mô a di đà Phật. Nó coi như là vừa cứu khổ mà vừa vô lượng phúc. Các bác anh em chừng đạo phải không? Hồi xưa người ta cứu khổ đó, cứu khổ nam mô vô lượng phước diệt nạn tu rỉ hữu thiên kinh, là diệt tai nạn á, là phải có trong cái bộ kinh. Trong khi đọc cái bài chú tu rỉ mô tu rỉ tu đa rỉ ta bà ha, đức thầy nói giờ khỏi cần tu rỉ nam mô a di đà Phật được rồi, tu rỉ gì nữa, giờ tu mau không có tu rỉ nữa, tu mau chứ tu rỉ khỏi cần tu rỉ, tu rỉ tu đa rỉ ta bà ha, chân nam mô a di đà Phật á, là thoát khổ không. Vì vậy cho nên bây giờ quý vị mình nó nghe về ráng cúng lại nghe, ráng ăn chay nghe, niệm Phật nghe, bà ba cái điều đó thôi cô bác anh em chứ đừng, là chúng ta thoát khổ sau này, phải không? Còn ngược lại nếu mà chúng ta không chịu cố gắng niệm Phật thì sao cô bác anh em chứ đừng? Đức thầy nói sau này những tai nạn diễn biến sắp tới là được thảnh thôi, nhờ chữ nam mô khuyên bổn đạo ráng mà trì chỉ là được thảnh thơi, nhờ chữ nam mô a di đà Phật ha, không có gì khác chứ. Tu hành đâu có tốn xu. Bây giờ tôi hỏi quý vị mình thử nghĩ, bây giờ mình niệm nam mô a di đà Phật có tốn đồng nào không mấy con? Có không? Không có tốn đồng nào phải không? Tu hành đâu có tốn xu mà sao lại mà sao lại thoát ao tù thế gian? Vậy mà niệm Phật không tốn bạc nào chứ, mà không chịu niệm mà cố khổ được mình mà không chịu lo. Bác anh em dùng đạo không tốn tiền tốn bạc gì trên trời. Còn giờ ta đăng ký bảo hiểm quý vị mình biết đó hen, tốn tiền biết nhiêu nó, mà tới chừng cuối cùng rồi bảo hiểm nó còn chưa có bảo hiểm cho mình được phải không? Cho nên cái thân con người của chúng ta đó, là kể ra mình nói hen, cái thân con người mình hen là thua cái nồi cơm điện, nó thiệt luôn á. Cái này tôi nói coi như là có sách đàng hoàng. Mua cái nồi cơm điện, mua cái máy cassette phải không, nó bảo hành, mua cái tủ lạnh nó bảo hành rồi 1 năm 2 năm, mua điện thoại nó bảo hành 40 mấy ngày phải không? Còn bây giờ quý vị mình vô trong bác sĩ đi, nằm bệnh viện đã đời đi, tới chừng xuất viện ra thôi bác sĩ bây giờ cái bệnh tôi vậy chứ bác sĩ bảo hành đâu có lâu nữa không à, tôi không có bảo hành được à, ít bữa lại tái khám nghe, có ai bảo hành không? Tôi bảo anh em dừng đạo không có bảo hành, đau là vô bệnh viện, phải thì sống phải chết, không có bảo hành. Tôi bảo anh em dừng đạo. Như vậy thì bây giờ cái thân của chúng ta không có ai bảo hành được, phải không? Vậy mà bây giờ có như là mình như là không có cái như là chức việc gì bảo hành với mình hết. Vậy mà giờ có chỗ bảo hành của bác anh em trong đạo. Nói đi phải nói lại có chỗ bảo hành, chỗ nào? Cái chỗ này là ở nơi bên cái cổ cực lạc, các cô bác anh em trong đạo, ông Phật A Di Đà bảo hành cho mình. Quý vị mình đồng ý không? À, ông Phật A Di Đà bảo hành mình trọn gói, trọn đời, trọn kiếp và vĩnh mương luôn, không còn chết, có không? Có, đức thầy nhắc đây, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, thấy không? Là mình tổ thọ bằng như ông Phật luôn, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt dừng tồn, tử thần kia đâu có dám giác khổ, thấy không? Thoát luân chuyển khổ đeo khổ tử. Còn mình ở đây đó nghe đồng đạo thanh mới vừa đọc nghe, để ma bệnh cái ôm hờ bén gót, thấy không? Tất nhiên nó ôm sát sát mình qua, nó cà thúc mình qua vậy nè, không? Để ma bệnh theo hờ bén gót, cái thằng chết kia cái ôm hót bên mình nè, ngày nào cũng ôm mình, ngày nào cũng ôm mình chứ, chết bắt đầu nó ôm nó hót đi luôn, nhưng đợi phải không? Thần chết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin, dù cho thông thái cũng nhìn cút xuống phải không? Cho nên bây giờ cái cổ này bây giờ nó ôm hót mình rồi, bây giờ quý vị mà nhức đầu nóng lạnh nó cũng ôm mình rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ ai mà bị tai biến là máu lên máu xuống rồi đó, là cũng bị cái nó ôm hót mình rồi đó, thấy không? Rồi ai mà cái chứng bệnh mà tiểu đường đó, thấy không? Là nó ôm mình hàng ngày luôn, cô bác anh em nhưng đó tiểu đường là nó ôm mình hàng ngày luôn, phải không chị? Ôm hoài luôn không buông mình, mà tới chừng nào mà tiểu đường mà ôm đến lúc mà coi như là mình chết luôn thôi, có không?
Ừ, nói như vậy thôi, không phải có thôi đó. Như vậy thì bây giờ có ông Phật bảo hành mình, mình vẫn niềm tin có bảo hiểm rồi, lo gì không? Cái bảo hiểm đó làm sao? Tất nhiên là hàng ngày chúng ta cúng lại nè, ăn chay nè, niệm Phật nè, là mình đóng bảo hiểm trong hàng ngày đó. Có gì nữa phải không? Mình đóng bảo hiểm không đó ha. Cho nên cầu nguyện đến động tay Phật Thánh, riêng mình được cứu ra khỏi cảnh cũng cầu xin ba tánh tai nạn. Khi mưa dầu có được lỏng tàn, lúc nắng lửa có dần mây phủ, có lưới báo ngăn loại ác thú được xen nâng. Khi phủ nước lên trên đền cao lại nổi ngọc đền, con hiền đức được an thân thể được đó. Anh em trên đạo là con hiền đức rồi, là sau này được đức thầy cứu mình của bác, không có trở ngại gì trân trọng không? Đó là chúng ta cần phải có cúng lại, nghĩ suy cho cạn sự đời, tu là mỗi phút của người trần gian. Dầu cho các bậc giàu sang sự tu không có, như thoàn nước vô lấy giang hùng diễm cơ đồ, không bằng lấy bích nam mô xây thành của bác. Anh em dừng đạo, chỉ có nam mô a di đà phật xây thành là chắc ăn, không có cái gì bằng nam mô a di đà phật trân trọng không? Nó là chắc ăn, là vững chắc, là cho người tu của chúng ta. Còn gì nữa mà không rõ người bác anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên sau này quý vị mình được biết đến cái lúc mà tàn tiêu thế giới, bị gai vào cũng hại sát thân, đến như cỏ cắt tay chân cũng làm độc đến lần lần bỏ thay. Từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Mà Nga này mà nó thua trận rồi một cái, nó bấm cái loại coi như là thứ dữ hạn nặng, là nó sẽ coi như là hòa quyện trong không trung những chất độc ấy, nó sẽ bay gió đưa tới đâu bắt đầu con người thấm vào trong đó. Từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị xuông, mạng căn khắc thể như giường tơ treo. Cho nên bây giờ con người chúng ta cái cảnh nó chết như vậy đó cô bác anh em chứng đạo. 10 phần hết 9 phần tan, 1 phần còn lại toàn vàng với châu. Vậy thì bây giờ người tu chúng ta đó là sao? Đến giai đoạn đó thì bây giờ chỉ còn chấp hai tay, ngó thẳng phương tây, lòng không mong việc đó đây, A Di Đà Phật niệm đời một câu thì cũng được nạn sầu thoát khổ. Nhờ hào quang Phật gỗ vào thân, tiêu ma tiêu các chứng trần như là cỏ úa lửa phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là thoát khổ, huống chi là niệm được dài lâu. Vậy con chế nhọc xa cầu muôn đường, chẳng có nơi bầu tâm linh của mình anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ chỉ cần nam mô A Di Đà Phật thôi, thầy cứu mình không? Được thảnh thơi nhờ chữ nam mô phương bốn đạo đáng mà trì trí, hay là chữ nam mô dẹp được lòng sâu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh của bác anh em dừng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ quý vị mình cần khẩn trương cái điều này nha, cố gắng coi như là hằng ngày chúng ta bỏ ra cái thời gian thôi và bớt nói chuyện đời không, bớt nói chuyện thị phi, và chúng ta tập trung cái câu nam mô a di đà phật, đặng mà sau này được đức thầy cứu độ mình. Không còn ai cứu độ bằng ông Phật từ bi của bác anh em dừng đạo. Phật dù lòng rất từ bi nhưng không thể cứu vô người bất lương được, cho nên mình bây giờ cứ như là phải cố gắng thực hiện cái điều đó của bác anh em dừng đạo đó. Rồi bây giờ coi như là nhắc thêm cùng đồng đạo của chúng ta đó, thì bây giờ cái sự tu của người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó nghe dễ lắm ha. Ở đây chúng tôi nói dễ là dễ như vậy cô bác anh em dừng đạo, thay vì người ta tu đó ha, là phải vô chùa, phải làm công quả, phải đầu tròn áo vuông tam y nhất bát ha, rồi phải coi như là dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm. Còn người tín đồ Phật giáo hòa hảo quy y với đức thầy rồi đó ha, là tại gia, ở tại nhà, tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về. Người sẽ được liên quê đỡ gót lại, còn thêm lỏng khoét xe thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu hoàng anh em dừng đỡ. Không còn lần nào tu nữa trên đầu. Tại gia niệm Phật làm lành cũng là thành công, không cần phải vô chùa nào, qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đỡ chùa ám làm gì, khỏi cần vô chùa anh em dừng đỡ. À, vì vậy cho nên ở nơi đây tất cả đồng đạo của chúng ta đến đây đó, thì bây giờ để mà chúng ta tập trung để mà hành trì qua pháp môn tịnh độ không, để chi, để cố gắng hành theo cái phương pháp đó để mà chúng ta, để mà sau này được thầy cứu độ mình của bác anh em với đồng đạo đó. Vì vậy cho nên hàng ngày chúng ta coi như là lượm lặt công gắn bòn, đức lành ráng mót, tâm rèn luôn, hạnh chúc trao luôn, công đức là tâm hạnh là nguồn, lấy đó nói liền luôn với Phật. Cho nên bây giờ chúng ta ráng bòn mót ha, bòn mót công đức của mình hàng ngày, cố công lượm lặt mỗi ngày được nhiều hơn kẻ bỏ hoài suốt năm. Quý vị mình thấy mấy cái người ta bỏ heo không, bỏ tiền vô heo ống ha, bỏ ngày có 2.000 thôi à,
Vậy mà tới chừng mà đập ra cái ống đồ đó hen là nó có số triệu của bác anh em trong đảo, phải không? Còn mình cứ việc tích lũy đi, hàng ngày mình tích lũy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật ít ít vậy đó nghe. Nhưng mà sau này đó hen là cái công quả mình lớn lắm cô bác anh em trong đảo, phải không? À, chim ghi đi lượm lúa vàng lúa đâu chẳng thấy, thấy đàn thiếu nhi chống cờ biểu ngữ cùng đi lượm bông lúa sót đem về nhập kho. Nhiều nhỏ góp lại thành to, nhiều bông lúa nhỏ nên kho lúa đẩy, không? Cho nên mà nếu mà chúng ta cứ bỏ qua hoài đó thì trong khi đó không biết chừng nào mà có được cái công đức của mình, phải không? À, cố đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lộ cận quá xa nên hư bởi tại mình ra, chớ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành, có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài, hiểu không? Cho nên giờ chúng ta gắn bò ngót các bác anh em dần đạo. Vì vậy cho nên bò ngót đó là quý vị có nhiều khi đó hen, hoàn cảnh nó thời chú Tư ơi, bây giờ tôi không có tiền có bạc, hiểu không? Tôi nghèo khổ quá, làm sao tôi có tiền đâu tôi làm phước. Cái người nghèo mình nó làm phước nó khó, còn cái người giàu đó học đạo nó khó. Giàu bảo đi học đạo, bảo đi coi như là tu, bảo đi coi như là việc cái này kia, nó thời ơi công chuyện tôi không có rảnh được chú Tư. Công chuyện tôi hằng ngày không biết bao nhiêu công chuyện, như đi này nè tôi cũng ngủ với gì vậy coi nhà, mà có tiền có bạc đi nó đi không có được, không mắc công chuyện nó lu bu vậy mà đi không được, nó không phải là cái chuyện dễ đâu các bác anh em dừng đạo. Còn cái người mà nghèo mà hô mà bố thí đó nghe, tất nhiên là nó khó. Khó là tại vì bây giờ cái bản thân của mình không có tiền, rồi làm sao bố thí của bác anh em dừng đạo. Nhưng ở nơi đây chúng tôi muốn bàn cùng với quý vị đó là cái chỗ làm phước của mình là do nơi lòng thành, thấy không? Do nơi lòng thành của mình bố thí người chẳng lo phải do lòng nhân đạo, chứ không do lòng háo lợi danh, và cũng không mong biết ơn mình, tấm lòng đó mới tấm tình của Phật, phải không? Thực của anh em trong đạo. Hồi xưa bà Đàn Ni già bỏ có một cái tấm chăn thôi, thế mà trong khi đó phát tâm để mà cúng cho chư tăng. Trong đạo tràng đó Đức Phật mới tuyên bố là trong đàn tràng này không có cái gì quý bằng cái tấm chăn của cái bà Đàn Ni già. Thưa chú quý vị, cái bàn tay muôn phước của Đức Phật mà ngửa lên mà lấy cái như là cái tấm chăn cũ kết không giặt chừng một tháng vậy đó, cái dơ vậy đó. Vậy mà trong khi đó coi như là Đức Phật tuyên bố không có cái là cái công đức nào lớn bằng coi như là cái tấm chăn này, không? Cho nên giữa coi như là trong cái đạo tràng đó Đức Phật tuyên bố xong, tất cả các quan dân này coi như là đem đến để mà cúng dường, ăn giúp cho coi như là hai vợ chồng bà Đàn Ni già. Chỉ có một tấm chăn để bận thôi, nhưng vui lòng đem cúng chư tăng giá trị châu ngọc khó sánh bằng, ít người được tự tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ trong nhà tu đến kẻ ngoài đời, trước khi đem thí cổ thí lời phải thành thật từ nơi tâm nào, thưa chú quý vị. Đó, vì vậy cho nên sẵn liên quan đây chúng tôi cũng như là cũng trình bày cùng với quý vị đó, đồng đạo của chúng tôi đến cùng với quý vị để chia sẻ một cái niềm vui trong cái ngày Tết thôi, các bác anh em chưa đồng đạo phải không? Vì vậy có như là đồng đạo Đàn, như quốc giả là đồng đạo, có như là mà Hải ấy, tất cả chư quý vị này kia rồi đó, là đến cùng với quý vị để làm một cái gạch nối thiêng liêng. Không có một gạch nối nào bằng cái chỗ tình thiêng liêng và thông cảm của đồng đạo của chúng ta, các bác anh em đồng đạo. Sống trong bể ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương đạo đồng, sống trong gác phượng lầu hồng không bằng sống giữa đạo đồng thân thương. Phận mình đảm bạc rau tương, tương lai sẽ được tình thương Phật nhiều, của các anh em dừng đầu phải không? À, vì vậy cho nên đây chỗ cái tình thương gặp nhau trong buổi đầu tiên, mà tình thông cảm là duyên lâu rồi, tất nhiên là chúng tôi gặp gỡ cùng với quý vị có khi được một lần hai lần, và có khi mới gặp thôi mà có một cái tình cảm thiêng liêng khắc ghi vào trong tâm khảm. Đó tất nhiên là có duyên lâu lắm các bác anh em dừng đạo. Có duyên như là nhiều kiếp thắt chặt chứ nhiều đời gặp nhau mới mến. Chứ còn bằng không nữa, đèn nó cơ đi ra ngoài đường gặp nó là cái ông nào, cái ông nó thấy tôi thấy không có thích chút nào trên đầu. Cái thân nó thì lùn, cái lỗ mũi thì xịp, cái chán thì dò, cái mặt thì bự, thấy không yên không. Thế cái tướng ông này con không yên, mà quý vị mình thấy chúng tôi rồi có một cái gạch nối, ăn có tình cảm thì cái này đó, yeah, cái này là có duyên phải không? Có duyên với nhau rồi thì quý vị biết đó là hoàn cầu trái đất còn xây thì tình đồng đạo mình cũng có ngày gặp nhau. Mà gặp nhau đây thì trong cái buổi tang hiệp tang ân ái, người đi rồi để lại sầu ưu phải không? Như vậy là không bao giờ được đoàn tụ lâu dài. Mà cái chỗ chúng tôi cùng nói với quý vị đó là cái chỗ đoàn tụ mà hiệp lâu dài đó là ở đâu? Là bây giờ kẻ sở người tề, hiện lương đến hội cũng kề với nhau, các bác anh em trên đạo. Hoặc giả là ước trăm họ, nhẹ mình có cánh đồng bay về, cực lạc một đàn, các bác anh em trên đạo. Đó là chúng ta gặp cái cảnh đó mới là cái cảnh vui thật.
không? Cảnh đó là cảnh trường môn bất diệt, và trong khi đó là chúng ta đoàn tụ là không bao giờ mất được. Còn ở đây thì bây giờ trong thời gian đoàn tụ vậy đó nghe, nhưng mà sau khi đó là chúng tôi xuống đến lần thứ hai thứ ba rồi là không đủ toàn diện quý vị đâu, không có sao không? Là bởi tại vì một dòng nước không bao giờ tắm hai lần. Hôm nay gặp được quý vị như vậy, lần sau coi như là gặp được đồng đạo khác nữa, chứ không phải được như vậy các bác anh em dân đạo. Nhưng mà đã khắc ghi kỷ niệm ân tình vào trong tâm khảm của mình, thì bây giờ ở nơi đây là muốn nói qua cái tình cảm thiêng liêng. Đã coi như là khắc ghi như vậy, thì bây giờ nếu như quý vị đồng hướng với cùng với chúng tôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tích, thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, là đồng chung chí hướng, chúng tôi đến nơi gia đình này, đến nơi chỗ đạo tràng này, quý vị cũng đến nơi đạo tràng này thì gặp nhau, không? Còn nếu như chúng tôi đến đạo tràng này mà quý vị nói thôi giờ tôi đi Vũng Tàu, tôi đi Nha Trang, là tôi đi những cảnh khác, là không bao giờ gặp, không? Không bao giờ gặp được. Là bởi tại sao? Là đồng chung lý tưởng, đồng chung khuynh hướng là chúng ta sẽ được gặp nhau. Mà lý tưởng khuynh hướng đó là gì? Lý tưởng là ăn chay niệm Phật, khuynh hướng là chúng ta cầu về cõi Phật của bác anh em dân đạo. Đó là đồng chung lý tưởng và đồng chung khuynh hướng. Vì vậy cho nên Phật đang ngó, mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật chân chân, hai đàn hòa một tinh thần, tức là sẽ được Phật gần nhau luôn. Để ngoại vật làm còn tâm trí, trước Phật mà lầm nghĩ đâu đâu, không? Dù ngồi cho đến bao lâu cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn được ông Phật đích độ mình, thì bây giờ ông Phật đang ngó mình, không? Phật đang ngó mình thì bây giờ có như là sao quay lưng tích mù dịu dợi, hướng hạ đồ muôn khổ cam lầm, đi gót bòn cũng chẳng gì xong, vào ra mãi trong vòng lục đạo. Hỡi người trí chẳng lung sống tháo, đặng xích thân quy đáo lạc ban, đừng đam mê vật dục trần gian, uổng một kiếp được mang nhân thể. Đời vô thường chớ nên chậm trễ, thế mặt cùng chớ để dây dưa, cần bồi công bích đức sống chưa, đặng giữ cuộc lạc lừa tội phước. Muốn vạn thân phước nhân gieo trước, phước là thiền đến được cảnh vàng, là thành trì hộ khẩu tai nạn, là thần phúc bình an vô sự. Việc cao quý chí kiên hành xử, lộ quy thiên khúc đó là nền. Các bác anh em nhân đạo, như vậy là lộ quy thiên là con đường về cánh Phật, là đó phước đó là nền, phải không? Phước nhân đó là căn bổn. Khi tai nạn nên trốn vào đây, của tiền đừng bả việc xí xài, nên làm phước dành ngày mai hậu. Của bác anh em dân đạo, thì bây giờ kể hồi nãy là bà đàn đi già coi như là chỉ có tấm chăn thôi, mà cái phước đức còn như vậy. Còn bây giờ quý vị nè, được cúng lại nè, được ăn chay nè, được niệm Phật nè, như vậy là cái phước đức của quý vị coi như là cao sâu lắm. Của bác anh em dân đạo, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, hồi xưa ông tu Bạc Đà La là mỗi quý vị đều khôn. Thế mà trong khi đó gặp cái con cọp, nó rước ổng nghe, ông quản hồn quản vía, ông phóng lên cây Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà con câu niệm Phật không, mà được Đức Phật sau này đổ cho cái như là ông Tu Bạch Đà La, ông Thuần Đà được đắc đạo luôn. Còn mình hồi nãy mình đến đây mình niệm Phật được mấy câu, mấy câu nhiều lắm, không? Nhiều câu niệm Phật có như là được một câu Nam Mô A Di Đà Phật có hạ sa công đức lành, năng trừ tất cả các chướng ngại, diệt tận nguồn gốc cho mình. Cho nên cái câu niệm Phật mình coi như là công đức nhiều lắm. Cô bác anh em trong đạo toàn tội của chúng sanh đó nghe. Nếu như trong kinh đã bảo an là hư không này chứa không hết, nhưng mà bây giờ trong kinh nói là chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhất kinh diệt bát ức thập tội trọng sanh tử, là chỉ chí thành niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật một câu thôi, có thể là diệt tám muôn ức kiếp tội trọng sanh tử của mình. Tội rất nặng mà nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói coi như là cho chúng ta biết rằng là niệm chữ Di Đà tàn chữ nghiệp, thì từ thầy rước lại non bằng. Như vậy là niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái nghiệp chướng mình tan, từ từ như là nó hết, phải không? Thưa các bác anh em dừng nào đó. Vì vậy cho nên bây giờ tất cả chứ quý vị chúng ta coi như hãy cố gắng, phải không? Bây giờ cái chỉ còn một mực này nữa thôi, con thuyền đã quá nửa giang hà rồi, vàng vãng kia là bến hội qua, khách mỏi lòng trong khu mọi cánh, ráng nha, ráng chèo một mực nữa thôi là còn có một chút nữa rồi. Đức Thầy ra đời năm nay 85 năm rồi mà Đức Thầy nó hả hôm nay đã hết đời rồi, được bây giờ còn đâu ba xa nữa đâu, không? Cho nên bây giờ đường đời chẳng có bao xa, ráng lo tu niệm tận bằng nhờ mà tháng sau có bác anh em dùng đâu. Bây giờ có như còn gì nữa không? Bây giờ chúng ta còn chần chờ không?
Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta lời sư di tích rõ việc này. Ai muốn bất phàm gặp tụng ấy hãy ráng nghe lời. Ta mất trước không nhìn đạo đức phải phôi thay, cô bác anh em nhìn đạo phải không? Không nhìn đạo đức là phải phôi thay, là tiêu chứ đâu còn nữa không? Thưa quý vị, cuộc đời quá khổ không chỗ nào vui, xét nói xét lui tu là hạnh phúc. Bài tường trong đục chẳng lẽ thiệt hơn, màu sớm chở chân để còn cơ hội, chớ gây điều tội, chớ vướng điều tà, lập hậu long qua thì là có mặt. Đèn trần sắp tắt, trái đất gần tiêu, làm phước cho nhiều, từ bi cho khá, cuộc đời tạm giả, không chỗ tựa nương, mau sớm lên đường để về Phật quốc. Ai còn lần lửa, hẹn mốt hẹn mai, ắt cũng có ngày hút đò khóc mướt. Ai mà tính trước, bất việc lo vào, đạo đức cần cao là chân hạnh phúc. Ai lo tu rút lễ Phật thường hành, chừng núi quá hành Phật tiên cũng cứu. Ai mà có đủ công đức giúp đời, chừng gặp tai trời nước chim không đắm. Ai mà sợ lắm nạn đói sau này, ráng nghe lời thầy giúp cho kẻ thiếu. Ai sợ chết yếu muốn sống thượng quân, đạo đức cao sơn bền lòng tinh tiến. Nguy cơ đã hiện thấy hãy lo xa, xin niệm Di Đà mãn cầu như ý của các anh em dân đạo. Nó mãn cầu miếng là im hả? Không? Hết trời chưa? Dạ. Hết được không? À, thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây quý vị mình ha, là chúng tôi nhu cầu quý vị mình bốn điều thôi. Bốn điều thôi. Một là cúng lại, hai là ăn chay, ba là niệm Phật, bốn là làm lành. Được bốn điều này quý vị mình đồng ý không? Rồi, đồng ý bốn điều này, ăn chay niệm Phật làm lành được, như điều đó là giảng sanh liên đời của bác anh em dân đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng, hãy tu siết học mè, tu đề học bạch, tu dập vô minh, tu sanh tịnh độ và tu trổ niết bàn thôi. Chứ còn ở đây là trong buổi khổ, mau mau tránh khổ, ráng thầm vào đến chỗ an cư học câu hỷ xả đại từ ni vương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng tu nhanh bước mới được, của bác anh em dân đạo. Đò chiều chiến chót, nước toàn chân tu của bác anh em dân đạo. Kỳ thi chót muốn nên phải gắn chiến đò chiều, không xuống nút đi, chúng sanh ái ngại những gì lời khuyên của Phật dân di chưa làm ha, mình không chịu làm, rồi tới chừng đó để gặp Phật ngồi mà than khóc, rồi gỡ làm sao rớt mà về, rồi mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác đức không ai cứu không. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn được đức thầy cứu là chúng ta phải làm sao? Là niệm Phật, là làm lành. Các bác anh em dân đạo bá gia hãy ráng làm lành niệm Phật cho rành trạng thấy thần tiên. Các bác anh em dân đạo, đó là niệm Phật làm lành. Niệm Phật đó là đức thầy cứu là sao? Đức thầy nói là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì long uy có kẻ cứu mình. Các bác anh em dân đạo, thì long uy có kẻ cứu mình là thầy cứu mình không? Còn làm phước thì đức thầy cho chúng ta biết đó là khuyên người hữu phước giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta giới định Phật Bà cứu vớt dùm cho của anh em chúng đó, thì đó tất nhiên là chúng ta an tâm, đúng không? Đức thầy hứa, đức thầy hứa hẹn cho chúng ta những cái gì đức thầy hứa là nhất định phải có, phải không? Mấy năm trí óc còn ghi là thầy để lại có thì sai không? Không có sai một điều nào trên đời, đức thầy hứa là phải có. Như vậy là chúng ta phải tin tưởng đức thầy là ông Phật lâm phàm lần này để độ cho chúng sanh nghiêng hai vai gánh nặng năng sông, giúp trăm họ lầm than bệ khổ. Cho nên bây giờ chúng ta phải cần phải cố gắng, phải miệt mài, phải cố gắng là xin sẵn làm theo lời đức thầy chỉ dạy. Mà đức thầy cho chúng ta biết đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta của bác anh em dân đạo, làm theo lời thầy, đức thầy sẽ cho mình gặp liền. Đó là chúng ta cần phải cố gắng ngang, mặc dầu như vậy phải cố gắng dẻo dai, phải cố gắng miệt mài tu cao cả, ráng tu đừng chán, tu chế nên kể tháng kể năm, trên đường tu phải chung thủy nhất tâm, sống thác quyết tu tầm cho đến Phật. Là bỏ thanh xác này chúng ta sẽ được gặp Phật. Cô bác anh em dân đạo phải dẻo dai, phải miệt mài, dù cho lằn lóc ráng kiên trình, kiên trinh mà chịu lúc đàn tay, dẫu có gian nan và chớ này vàng đó bao quen cân nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc đoan hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí chân mong bữa tiệc khai, thiên địa tân hoàng gom một mối phàm trần giảng kiếp kiến bồng lai. Cho bác anh em dân đạo, và đến đây chúng tôi cũng xin rời khỏi vị trí này. Và trước khi rời khỏi vị trí này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả đồng đạo quý vị đến đây để hành trì của pháp môn tịnh độ. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo
luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành luôn tinh tấn. Sống trên đời không gì bằng tinh tấn, tinh tấn là trí tuệ của đời ta. Sống lưu linh trong kiếp sống ta bà chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, ăn chay niệm Phật làm lành để sau này Đức Tôn Sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có gia đủ hành lành để đủ bất duyên mà chúng ta thì được gặp thầy trong ngày long qua đại hội tăng dân tới đức nẻo linh hồn. Hãy tiếp nối chuyển sang về cực lạc đáp ơn thầy thọ nguyện. Mình đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.